Mùa tỏi Lý Sơn, cứ đến tháng chạm hàng năm, người dân trên đảo Lý Sơn lại tất bật với những công việc nương rẫy, chăm lo cho cây tỏi để qua năm mong thu hoạch được mùa bội thu. Những ngày cận kề Tết, người dân trên đảo lại hối hả với những công việc chăm lo cây tỏi, chăm lo nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Cây tỏi được coi là loại cây chủ lực sản xuất trên đảo, tuy mỗi năm chỉ xuống vụ thế, nhưng cây tỏi Lý Sơn lại vang tiếng cả xa gần, khiến du khách gần xa phải tìm đến mua. Tỏi tươi hiện nay trên đảo Lý Sơn có giá dao động từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ngoài ra, còn có cây tỏi cô đơn hay còn gọi là tỏi mùa Tết bán với giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng 1 kg. Được biết, do thời tiết năm nay không thuận lợi, nên nhiều cánh đồng trên đảo bị giảm năng suất đáng kể so với năm trước.